Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan. Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành tuyên giáo đã đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức, nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến ngay sau đại hội là sự đổi mới, sáng tạo của ngành tuyên giáo mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, nghị quyết được truyền đạt đến cán bộ đảng viên sớm và nhanh nhất. Số lượng đảng viên được học tập quán triệt nghị quyết lớn nhất từ trước tới nay với trên 1 triệu người, gần 8.000 điểm cầu. Ban tuyên giáo các cấp đã tập trung tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 và nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, chuyên đề năm 2021. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Nổi bật là đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tốt hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm kể từ hội nghị văn hóa năm 1946. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về việc đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thúc đẩy đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong phòng chống dịch COVID-19, công tác thông tin tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo thời gian qua. Đồng chí khẳng định, với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của toàn dân tộc, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Ngành tuyên giáo đã chủ động trong công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu nghị quyết 13 của Đảng, các chỉ thị kết luận của Đảng, phát hiện, biểu dương những đơn vị làm tốt, tập trung triển khai kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trước mắt ban hành hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc, tiến hành phê bình và tự phê bình, tham mưu thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận thực tiễn, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối công tác văn hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên, tăng cường chỉ đạo định hướng kịp thời hoạt động báo chí xuất bản trong tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng đội ngũ báo chí, phóng viên, biên tập viên có đạo đức, phẩm chất tốt, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm, chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu các vấn đề về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, trong đó có nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nắm chắc tình hình dịch bệnh COVID-19, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.